Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 17 tháng 4. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tập đoàn Pháp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện Khoái Châu, Phù Cử, Văn Lâm, Văn Giang và thành phố Hưng Yên. Công an tỉnh công bố quyết định về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 23 xã. Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Hưng Yên 2 tài trợ 7 tỷ đồng xây dựng nhà hiệu bộ trường trung học phổ thông Yên Mỹ. Hiệu quả dự án sản xuất củ giống khoai tây bằng công nghệ khí canh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Takara, vừa được tập đoàn Honda của Nhật Bản cử sang làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam Pháp. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của công ty Pháp và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau 25 năm hoạt động tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Đồng thời nhấn mạnh Pháp chính là biểu tượng cho sự thành công trong tiếp nhận đầu tư ở Hưng Yên, nhất là trong tạo việc làm, nộp ngân sách hoạt động an sinh xã hội cũng như làm thắm đượm hơn mối quan hệ sâu sắc giữa tỉnh Hưng Yên với đất nước Nhật Bản. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn lãnh đạo công ty Pháp tiếp tục giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư ở Hưng Yên và khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ công ty hoạt động hiệu quả. Ông Takeda, Tổng Giám đốc công ty Pháp, cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam, bảo đảm chăm lo đời sống cũng như nâng cao hơn nữa môi trường làm việc, thu nhập cho người lao động. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 gồm các ông bà Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Dân, huyện Kim Động, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu. Cùng dự buổi tiếp xúc có các ông bà Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến dành nhiều thời gian để thực hiện việc giám sát tối cao cho ý kiến về các dự án luật và các vấn đề quan trọng khác. Ý kiến của các cử tri huyện Khoái Châu bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm công dân không chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, cũng như các vi phạm về quản lý và sử dụng đất, tình trạng một số người cố tình gây khó khăn trong thu hồi đất, làm chậm bàn giao cho dự án và đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời thông tin thêm một số nội dung quan trọng dự kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét quyết định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành nâng cao trách nhiệm, tập trung thực hiện giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của cử tri. Bí thư Tỉnh ủy mong rằng cử tri cùng đội ngũ cán bộ công chức các cấp huyện Khoái Châu thực hiện nghiêm quy định của luật để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương. Chia sẻ về một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thuộc các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục, Bí thư Tỉnh ủy mong rằng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế những bất cập có thể xảy ra. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Phù Cử và thành phố Hưng Yên có các ông bà Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Vũ Thị Nguyệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ông trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hưng Yên đã kiến nghị một số vấn đề mà cử tri quan tâm như việc tập kết vật liệu thi công hệ thống xử lý nước thải của thành phố trên các tuyến đường hiện đang làm ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt và gây tai nạn cho người dân. Dự án chợ Phố Hiến đã triển khai được 15 năm nhưng chưa hoàn thiện. Việc 154 lô đất tại khu Hoa Văn, xã Hồng Nam đã được các hộ dân mua từ năm 2003 đến nay chưa được cấp quyền sử dụng.
cử tri huyện Phù Cử kiến nghị Quốc hội quan tâm, xem xét một số nội dung còn bất cập liên quan đến luật bảo hiểm xã hội, luật lao động, luật quản lý thuế, các chế độ dành cho người cao tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, hỗ trợ sản xuất. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Phù Cử đã trực tiếp giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phạm Đình Toản đã tiếp thu và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới. Dự buổi tiếp xúc cử tri với hai huyện Văn Lâm và Văn Giang có ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Cùng sự có ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thông báo khái quát về nội dung dự kiến kỳ họp tới, cử tri hai huyện nêu ý kiến kiến nghị một số nhóm vấn đề như tình trạng ô nhiễm môi trường, cụ thể như nước thải, chất thải, khí thải ở các địa phương đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cử tri thị trấn Như Quỳnh kiến nghị cần giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng đường DH12 và công khai quy hoạch sửa chữa chợ Như Quỳnh, tình trạng thiếu giáo viên tại các trường học. Vấn đề bạo lực học đường, chất lượng bữa ăn trong các trường học bán trú, cử tri đề nghị nhà nước và tỉnh quan tâm hơn nữa tới những người, những làng có công với đất nước, cần có chế tài xử lý đủ mạnh trong quản lý mạng xã hội, quản lý vật nuôi như chó, mèo, bệnh dịch lợn, cần xử lý dứt điểm vấn đề lấn chiếm đất công. Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo tỉnh, huyện đã giải trình và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền được đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu tổng hợp và hứa sẽ trình lên kỳ họp tới. Tiếp nối chương trình tiếp xúc cử tri chuyên đề giáo dục và đào tạo, sáng nay tại huyện Yên Mỹ, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với trên 100 cử tri hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu. Sự hội nghị có các ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ đã phát biểu kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiều vấn đề ngành giáo dục và nhân dân đang quan tâm như chế độ chính sách cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên hợp đồng, mức phí học thêm tại trường còn thấp, vấn đề dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Những vấn đề phát sinh trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ sở giáo dục, tinh giản biên chế, cơ sở vật chất ở một số trường còn khó khăn, thiếu phòng học, thiết bị học tập, thiếu giáo viên, kinh phí, chi cho đội ngũ bảo vệ, đảm bảo an toàn trường học thấp. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa chặt chẽ, dẫn đến còn để xảy ra tình trạng bạo lực học đường, những vấn đề tiêu cực trong nhà trường. Các nhóm vấn đề cử tri quan tâm đã được đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tiếp thu và giải trình theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra bạo lực học đường ở một số cơ sở giáo dục với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất tinh thần học sinh, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. Để ngăn chặn tình trạng trên, tại hội nghị các đại biểu là chuyên gia của các bộ ngành đã thảo luận và đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng trên, như nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cộng đồng về phòng chống bạo lực học đường, từ đó phát hiện, thông báo, ngăn ngừa, can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường. Tăng cường phối hợp với phụ huynh, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ tài liệu chuẩn về giáo dục kỹ năng sống và đưa vào thành môn học chính khóa để giáo dục cho học sinh. Lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý giáo dục học sinh, tăng cường tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng các tấm gương học sinh điển hình. Thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bố trí sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã. Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định về việc bố trí 43 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại các xã trên địa bàn tỉnh. Sự lễ công bố có Đại tá Đỗ Đình Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
Đợt này có 43 đồng chí công an chính quy được điều động bổ nhiệm giữ các chức danh trưởng công an, phó trưởng công an xã tại 23 xã của các huyện thành phố, trong đó có 23 đồng chí đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã và 20 đồng chí đảm nhiệm chức danh phó trưởng công an xã. Trước đó, các đồng chí công an chính quy đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã thị trấn. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai dự án xây dựng mô hình công nghệ khí canh sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh. Đến nay, dự án đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp tạo ra giống khoai tây sạch bệnh phục vụ cho bà con nông dân. Dự án sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trong nhà khí canh được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đưa vào triển khai từ tháng 11 năm 2016 đến nay đã được 2 vụ thu hoạch. Năm 2018, Trung tâm đã tiến hành trồng 5.000 cây giống của 2 giống khoai tây là Sonara và Maraben trong nhà khí canh với quy mô 400 m². Công nghệ khí canh là công nghệ trồng cây không cần đất, dinh dưỡng được cung cấp bằng cách phun trực tiếp vào rễ cây. Môi trường hoàn toàn sạch bệnh, không cần dùng thuốc trừ sâu. Chu trình khép kín từ khi trồng đến khi thu hoạch, tiết kiệm nước và dinh dưỡng do có thể điều khiển tự động hóa thời gian phun dinh dưỡng. Tỉnh Hưng Yên thì hàng năm trồng cây vụ đông rất là nhiều và trong đó tập trung một cái cây khoai tây cũng tương đối là lớn. Hàng năm nó tầm vào khoảng độ 620 cho đến 700 ha khoai tây. Và để trồng được cái diện tích như vậy thì nó vào khoảng 800 cho đến 1.000 tấn khoai tây giống để trồng trên cái diện tích như vậy. Thế tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì chúng ta chủ yếu vẫn nhập các cái giống từ nước ngoài về. Thế còn bà con nông dân tự để giống thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Vừa là cái nhiễm về sâu bệnh, đấy, thế rồi là cái chất lượng cái củ giống không đạt yêu cầu. Thế thì từ xuất phát từ những việc như vậy và chúng để chủ động được cái nguồn giống khoai tây sạch bệnh, thì Sở Khoa Công nghệ và đặc biệt Trung tâm Tiến bộ Khoa Công nghệ cũng đã tham mưu và trình Bộ Khoa Công nghệ đã cho xây dựng cái dự án. Sau 2 vụ thu hoạch, dự án đạt hiệu quả cao, sản lượng đạt 50.000 củ một vụ. Song song với sản xuất khoai tây giống siêu nguyên chủng trong nhà khí canh, trung tâm đã tiến hành sản xuất củ giống nguyên chủng ngoài đồng ruộng bằng cách xây dựng mô hình sản xuất củ giống khoai tây sạch bệnh tại huyện Tiên Lữ và huyện Văn Lâm, năng suất đạt 5,5 tạ một sào. Sau gần 3 năm thì đến nay thì dự án đã đem lại hiệu quả rất cao. Đấy, và chúng tôi đã cung ứng giống và sản xuất được là 20 tấn giống siêu nguyên chủng. Thế và khoảng 40 tấn là khoảng giống nguyên chủng thì đã cung ứng đưa đến người dân và đặc biệt đã chuyển giao cho một cái công ty Vietgas sản xuất nông nghiệp của Văn Lâm. Các anh cũng đã làm và đem lại hiệu quả khá cao. Tôi cho rằng là đây là hướng đi phù hợp. Thành công của dự án đã mở ra hướng mới trong việc sản xuất củ giống khoai tây chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giúp chủ động về nguồn giống phục vụ sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, nhiều vùng trồng nhãn có tỷ lệ ra hoa đậu quả thấp. Nhưng ở huyện Khoái Châu, do bà con có kinh nghiệm áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nên hầu hết các diện tích nhãn vẫn ra hoa sai và có tỷ lệ đậu quả đạt trên 60%. Huyện Khoái Châu là vùng trồng nhãn lớn nhất của tỉnh với trên 1.670 ha. Giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện là nhãn miền thiết chín muộn chiếm khoảng 80%, còn lại các giống nhãn khác. Các xã có diện tích nhãn lớn là Hàm Tử, Dạ Trạch, Bình Minh, Đông Kết. Thời điểm này, nhãn đã qua thời kỳ ra hoa, tỷ lệ đậu quả đạt trên 60% diện tích. Để đạt được kết quả đó, các chủ vườn nhãn luôn kết hợp hài hòa giữa ứng dụng khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm chăm sóc nhãn trong các công đoạn chăm sóc như cắt tỉa, khoanh vỏ thân cây, bón phân, tưới nước, phun phòng bệnh, đúng thời gian sinh trưởng của cây. Hiện nay, để nhãn phát triển tốt, đảm bảo cho năng suất, quả và chất lượng đạt cao, các chủ vườn đang tập trung cắt tỉa bớt nhãn non ở những chùm sai quả, bổ sung dinh dưỡng, phun phòng trừ một số loại sâu bệnh và chống rụng quả cho cây. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp với Trạm Thú y huyện Ân Thi phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89C07997 do Nguyễn Quang Anh trú tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi điều khiển đang vận chuyển 2 con lợn có dấu hiệu ốm bệnh đi tiêu thụ.
Trước đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Quang Anh được một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ liên hệ bán hai con lợn có tổng trọng lượng khoảng 500 kg tại khu vực chợ Thi, huyện Ân Thi với giá 1 triệu đồng một con. Anh Quang Anh đã đồng ý mua số lợn trên và vận chuyển lên khu vực xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào để tiêu thụ kiếm lời. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi xe vận chuyển đang dừng tại đường liên xã thôn 1, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi thì bị lực lượng công an phát hiện và kiểm tra. Qua làm việc với cơ quan thú y xác định hai con lợn trên có biểu hiện bị bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất huyết nhẹ dưới da bụng. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện vận chuyển và hai con lợn mắc dịch bệnh cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi xã Hạ Lễ để khử trùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định, đồng thời ra quyết định xử phạt đối tượng trên. Được biết, hiện xã Hạ Lễ cũng đã công bố có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm đã quyết định về việc thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hai sản phẩm bảo vệ sức khỏe là thảo dược Topi và LHT Jockmark. Cụ thể, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định thu hồi lô sản phẩm bảo vệ sức khỏe thảo dược Topi là thảo dược hỗ trợ cho người tiểu đường từ ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Lotus có địa chỉ ở phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh do kiểm nghiệm phát hiện chất Fenformin là 12,33mg trên một viên. Đây là hoạt chất đã bị các nước trên thế giới và cả Việt Nam cấm lưu hành từ nhiều năm qua. Cùng với đó, Cục An toàn Thực phẩm cũng ra quyết định tạm dừng việc bán lưu thông hàng hóa đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe LHT Jockmark hỗ trợ cho người bị đau nhức xương khớp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Canada Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội từ ngày 27 tháng 3 năm 2019 do sản phẩm có chỉ tiêu hàm lượng chondroitin sulfate không đạt chất lượng. Sáng ngày 16 tháng 4 tại khách sạn Metro thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ khai trương công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Kankyo, gọi tắt là công ty KES. Đến dự lễ khai trương có lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, các đơn vị liên doanh góp vốn thành lập công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Kankyo được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Đại Đồng đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm và công ty cổ phần ECC là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực quan trắc môi trường có thương hiệu lớn tại Nhật Bản. Công ty được thành lập vào năm 2018 sau thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam. Buổi lễ khai trương là dấu mốc đánh dấu công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp môi trường Kankyo chính thức đi vào hoạt động. Công ty có trụ sở tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Ngành nghề chính là nghiên cứu đưa ra những giải pháp bảo vệ môi trường thiết yếu và hiệu quả nhất, xây dựng một đơn vị phân tích quan trắc môi trường uy tín với công nghệ hiện đại để góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh, cũng như giúp đơn vị quản lý nhà nước trong công tác giám sát, cải tạo môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về các vấn đề môi trường. Cái thế mạnh của KES đó là công ty mẹ của KES là một cái công ty có kinh nghiệm rất là lâu năm ở Nhật Bản về quan trắc và phân tích môi trường. Và KES thì chúng tôi sẽ dựa trên việc thu thập các cái dữ liệu chính xác, từ đó thì đưa ra những cái tư vấn cho khách hàng về các giải pháp, biện pháp khắc phục cũng như là bảo vệ môi trường tối ưu. Thì đấy là cái thế mạnh của chúng tôi. Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã tổ chức khởi công nhà hiệu bộ 3 tầng. Đây là công trình do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên 2 tài trợ 7 tỷ đồng. Khu vực nhà hiệu bộ của Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ đã được xây dựng từ lâu, đến nay đã xuống cấp. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hưng Yên 2 đã tài trợ gói an sinh xã hội trị giá 7 tỷ đồng xây dựng khu nhà hiệu bộ 3 tầng kiên cố. Công trình này sẽ tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất cho ban giám hiệu nhà trường làm việc, đồng thời tạo cảnh quan khang trang hiện đại nhà trường. Được biết, năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Hưng Yên 2 sẽ tài trợ gần 9 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, nhà tình nghĩa và xây dựng trường học. Nghĩa cử này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, thể hiện vai trò và trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.